Xin mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm cái video này xin chia sẻ với anh em cách để mà vệ sinh cái thân cây mai trước khi mùa mưa để mà mình phòng trừ nấm bệnh cho cây ha. Rồi bây giờ mình cùng đến với cây mai của mình nào. Rồi cái cây của mình á, thì lá của nó hơi vàng đấy các bạn. Đây là cái biểu hiện của bệnh nấm hồng. Và mình quan sát ở dưới thân cây này. Thân cây thì rất là nhiều rong rêu ha. Bây giờ thì mình sẽ vệ sinh cái rong rêu này. Tại vì á, khi mà rong rêu nó bám trên cái da cây á, nó sẽ hút cái dinh dưỡng của cái da cây. Và nó làm cho cái độ ẩm nó tăng lên, nó dễ bị nấm bệnh hơn các bạn ha. Rồi để mà vệ sinh cái thân cây á, trước tiên là mình phải che cái chậu lại ha. Mình sử dụng cái túi ni lông, cái túi xốp lớn này nè. Nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể mua ở tiệm tạp hóa ha. Những tiệm tạp hóa lớn hoặc là các bạn đi mua đồ ở Bách Hóa Xanh á, thì hay có được cái túi này. Cái túi của Bách Hóa Xanh nó to cỡ này nha các bạn, chứ không phải là túi đen ha. Bách Hóa Xanh thì nó không có cái túi màu đen như vậy rồi. Giờ mình che lại. Mình cắt một đường ha, rồi mình chùm lại. Sử dụng cái kẹp móc áo ha. Tại sao mình phải che lại như vậy? Thì tại vì mình sẽ hạn chế nước để mà nó chảy xuống ở dưới cái mặt chậu. Tại vì tiếp theo mình sẽ dùng là xà bông rửa chén ha. Xà bông rửa chén. Cái này á, mình pha nó hơi loãng ra một chút, tỷ lệ khoảng chừng 50-50 với nước ha. Các bạn pha một ít thôi, đừng có pha cho một ca là hết cái chai xà bông là vợ dí quýnh chết á. Rồi một cái nữa là cái bàn chải chà chân nè, bàn chải nhựa. Các bạn không dùng bàn chải sắt nha. Nếu mình dùng bàn chải sắt nó cứng quá, mình chà lên nó tróc luôn cái da cây. Bàn chải nhựa thôi. Rồi tiếp theo là gì? Xịt một ít nước cho nó ẩm cái da cây. Rồi giờ mình xịt cho nó ẩm cái da cây để mà nó mềm cái rong nó dễ chà ha. Rồi pha một ít nước rửa chén. Không cần nhiều lắm đâu các bạn, một ít thôi là chà quá trời rồi. Rồi lăn xả vô mà chà thôi. Những cái vị trí mà ở trong ngách, trong kẹt các bạn có thể sử dụng cái bàn chải đánh răng của mình nha các bạn. Mình tận dụng thêm mà mình chà cho nó sạch sẽ luôn. Thì cái xà bông rửa chén này á, nó có tác dụng là nó sao các bạn, sát trùng ha, khử khuẩn. Nó giúp làm sạch cái rong rêu này. Rồi thì mình sẽ chà một nửa bên thôi. Tại sao? Tại vì mình đi mua thuốc bảo vệ thực vật á, thì được chủ cửa hàng thuốc giới thiệu một cái loại thuốc là kêu là sát khuẩn cây trồng. Và mình sẽ sử dụng cái đó cho nửa bên thân cây bên kia để mà mình trải nghiệm cùng các bạn ha, xem là nó có diệt được rong rêu không. Thì người bán người ta nói là mình chỉ cần pha loãng thôi và mình quét lên là nó sẽ chết cái rong. Thì mình thử ha. Có một số anh em chỉ là sử dụng cái COC 85 đó các bạn, cái thuốc đồng COC 85. Thì mình cũng sử dụng cái đó rồi thì nó cũng diệt được rong, nhưng mà mình cảm giác là như là cái thuốc đó nó nóng quá hay sao á, cái cây mình nó chậm phát triển lại các bạn, nên là mình không sử dụng cái loại đó nữa. Mình thử cái loại này ha. Thì người bán nói là cũng không ảnh hưởng tới cái cây mai của mình. Rồi cứ từ từ chà nha các bạn, chà tới khi nào sạch thì thôi. Mình chà một hồi rồi mình rửa lại với nước, rồi mình kiểm tra lại xem nếu mà nó chưa sạch thì mình chà lại một lượt nữa ha. Không có gì phải vội hết. Giờ chà tới tối nó cũng sạch thôi mà. Rồi sử dụng thêm cái bàn chải đánh răng ha, tăng cường chà trong ngách cho nó sập trong ngóc ngách luôn, tuyệt vời ở mặt trời. Cái xà bông các bạn lưu ý là mình nên sử dụng xà bông rửa chén ha, không nên sử dụng xà bông giặt đồ, tại vì xà bông giặt đồ cái chất tẩy rửa nó quá mạnh. Nếu mà các bạn sử dụng xà bông như giặt đồ á thì nó không tốt cho cây của mình, nó ảnh hưởng tới cây trồng ha. Rồi chà hết những cái rong rêu đi. Cái kẽm này thì mình uống hôm Tết và chắc là cũng sắp tháo ra được rồi, để này nó cũng vướng víu quá. Đánh như đánh răng vậy ha. Rồi sau khi mà mình chà rửa xong thì nửa bên còn rong, nửa bên đã sạch sẽ ha. Đây này giống chung vô diệm quá các bạn, nửa bên xấu nửa bên đẹp ha. Đây chân cành đồ vàng ươm sạch sẽ ha, thì hết rêu móc nó sẽ giảm cái lợi nấm bệnh trên cái cây của mình. Rồi nửa bên còn lại bây giờ mình sẽ pha cái thuốc ha. Rồi thì mình được giới thiệu cái thuốc này, Rambo USA ha. Thì cái thuốc này là nó là ion bạc Cristosan và ion sát khuẩn. Bây giờ mình pha ra sao nó cũng màu, nó màu xanh xanh giống như COC 85 quá các bạn. Rồi thử một cái ha. Mình sẽ quét lên nửa bên cái cây. Cái này mình pha nó hơi đậm hơn cái hướng dẫn sử dụng chút xíu nha các bạn, để mà nó có khả năng nó diệt được cái rêu ha. Mình quét lên cái này thì bây giờ quét chắc là ngày mai mới có kết quả để quay được cho các bạn xem, rồi mình cứ tham khảo trải nghiệm thôi. Nếu mà sử dụng được cái này, nếu mà sử dụng được cái này để mà sát khuẩn và diệt nấm, diệt rêu mốc như vậy á thì là nó rất là tiện ha. Tại vì sao? Tại vì nhất là những trong cái kẽ, những trong cái ngóc ngách mình không thể nào mà mình diệt được, bắt buộc mình quét bằng cái này nó sẽ diệt được tận gốc ha. Rồi mình đã sử dụng cái thuốc xong và bây giờ mình chờ kết quả thôi các bạn ha. Rồi để dành lại tận dụng cho cái khác. Rồi các bạn ơi, bây giờ là mình đã để nó qua 2 ngày ha. Mình kiểm tra này. Đây. Tức là rong nó vẫn còn hơi hơi ha, nó có chết nhưng mà nó chết một phần thôi chứ nó không hoàn toàn hết. Rồi. Đây nè. Đây. Các bạn thấy hai bên hai màu da nó vẫn khác biệt ha. Cái này là mình đã rửa lại và mình để ráo cho quay cho các bạn dễ thấy. Rồi vậy thì cái này là nếu mà các bạn nào mà sử dụng thuốc á thì chắc là mình phải quét lại một lần nữa. Còn không thì mình cứ sử dụng phương pháp thủ công bình thường ha, lấy bàn chải chà là chắc ăn nhất. Rồi vậy là chúng ta đã biết cách để mà tiêu diệt cái rêu mốc ở trên cái thân cây mai ha. Thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là gì? Mình dùng bàn chải nhựa mình chà với một ít cái xà bông rửa chén ha, thì nó giúp tẩy sạch rong rêu trên thân cây mai. Hoặc là mình có thể sử dụng thuốc sát khuẩn cây trồng có chứa Cristosan và ion bạc để mà mình quét lên thân cây mai ha, với cái liều lượng đậm đặc hơn là cái liều lượng của khuyến cáo, thì nó cũng sẽ tiêu diệt được cái rong rêu. Rồi, nếu mà các bạn thấy cái video này của mình hữu ích cho các bạn thì các bạn vui lòng bấm nút like ha. Và nếu mà bạn nào chưa có đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh và bấm cái chuông thông báo để mà nhận được những cái thông báo cho những cái video tiếp theo mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.